Rồi ok mọi người, bớt mưa rồi mình đi quay vòng vòng ở khung Mongolian cho các bạn xem ha. Đây là cái khu công viên ha. Ở đây mình nghĩ là có nuôi con thú con gì á, để mình không biết nữa. Giờ này chắc nó vô nó ngủ hết trơn rồi. Ở bên đây là bên khu xe trượt từ trên xuống dưới ha mọi người, dốc cũng độ cao lắm, cao mới chừng 10 mét. Đây là khu công viên ha. Đây. Xe trượt nha mọi người ha, thấy là người chơi trượt mà không khéo là té dập đít dập mặt đâu đây nọ đủ thứ, dễ té lắm nha mọi người. Giờ bớt mưa rồi, nó có nắng hơi chút xíu xíu, mình tranh thủ mình đi quay ha. Hồi nữa là lại mưa nữa. Ở Đà Lạt này là gì các bạn? Nắng lên chút xíu là khoảng chừng chung nữa là phải nó mưa. Cả, nói gì nói là các bạn nhìn thấy lên trên này. Mây đen kéo tới rồi thấy không? Rồi, giờ mình đi nhanh chân về cái hướng mà để chuột phao xuống dưới ha. Trong Mongolian này là chỉ có cái đó là hot nhất. Rồi đây cho các bạn xem ha, đây là mấy cái nhà mà cổ Mông Cổ ha, mấy cái tấp lều của Mông Cổ ha. Đây mình cho các bạn xem khung cảnh xung quanh đồi núi ha. Rồi và dưới đây là mấy cái nhà làm theo phong cách của giống như là người Mông Cổ nha các bạn ha. Để mình đi ra đây để mình coi coi có một cái góc, một cái view nhìn ra tất cả bên đồi thông ở bên kia. Đây mọi người, đây cái view đây, wow đẹp nha mọi người, phải nên đến đây chơi chụp 1-2 tấm ảnh để check in nha. Đây mình đứng trên đây mình sẽ quay toàn cảnh cái view này luôn. I'm gonna get back when I feel like các bạn, mình mới vừa trượt xong rồi, cảm giác đã lắm mọi người ơi, đã lắm, cảm giác mạnh luôn á nha, nó nhiều sóng cao rồi từ cao đến thấp rồi. Mà con cái mưa quá ướt hết quần rồi, ngồi ướt hết quần luôn,
Đúng rồi, mày có cái miếng gì để lót cho khách, để khách ngồi không ướt quần ha mọi người ha. Ok, để mình thử thêm một phát nữa. Nói chung là vô trong đây các bạn muốn đi bao nhiêu lần thì tùy ha, đã nạp bao hết nằm trong vé ha. Ok, để mình vô mình làm thêm một phát nữa, mình cảm giác đã lắm. Rồi các bạn ơi, mình mới vừa đi phao trượt xong rồi, mình đi 4-5 vòng luôn. Cảm giác lần đầu đi thì cũng hơi sợ sợ ha các bạn ha, đi mấy lần sau thì bình thường rồi, không có gì hết. Ok, giờ mình trong cái bên Goldland này có cái vườn thú nhỏ nhỏ, mình dẫn các bạn qua bên kia xem mấy con thú ha, không biết có gì bên đó không nữa. Đây là hồ cá mini ha. Đây các bạn ơi, đây là ở đây có mấy con đại dễ thương các bạn, nhưng mà người ta không cho vô. Để mình vô thử, mình quay cái dễ thương không các bạn. Trời ơi, nhìn cưng ghê luôn. À, mình cho đến gần cho các bạn xem nè, mấy bé đang ăn cỏ. Lạc đà nha, ăn ngon ghê ha. Hai con lớn một con nhỏ ha mọi người ha. Chắc mình nghĩ lạc đà này để cho dành cho khách du lịch cởi ha. À, đây là cái vườn con vẹt nào các bạn, nhưng mà giờ đóng cửa rồi, không cho vào ha. Đây. Đóng cửa rồi, không cho vào các bạn ơi, tiếc quá. À, các bạn thấy nó bay không? Đây là gồng Nam Mỹ nha mọi người. Wow. Không đi chơi thôi. Đây là biết con gì ha bạn ha. Này sóc hay sao bạn? Đúng không các bạn? Nhìn dễ thương không mọi người? Nó cũng gan lắm ha, tại vì nó không có sợ người ha, tại vì ở đây có nhiều người đút mấy cái hạt vô cho nó ăn, giết nó quen, nó không có sợ người ha mọi người, nó không còn sợ người nữa ha. Đây mọi người, ở đây mà có cái view cũng đẹp ha, view mọi người nhìn thẳng ra bên kia có mấy cái ruộng rau ha, nhà kính trồng dâu đồ này nọ ha, nhìn thấy toàn cảnh mấy ngọn đồi từ xa luôn ha các bạn ha. Không, view đây là đẹp lắm nha mọi người, nhìn thấy toàn cảnh luôn. Ok các bạn, chuyến tham quan Mongolian đến đây kết thúc rồi mà các bạn ơi. Thì ở đây chỉ có cái chính là chuột phao, là cái đó là đỉnh nhất thôi. Còn ở đó đằng sau mình đây là cái chuột xe ha, chắc mình không chơi đâu, xe này dễ té lắm, với lại ở dưới cỏ nhân tạo nó có nước nhiều lắm, mình mà trượt cái té là ướt hết đồ luôn đó. Thôi
kết thúc chuyến đi Đà Lạt tại đây ha mọi người ha. Rất muốn để đi nhiều nơi để nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt này, để check in, quay ghi hình để up video cho các bạn xem. Nhưng mà thời tiết nó không ủng hộ mình các bạn ơi. Chuyến này đi cũng có vui, được khám phá, được biết thêm những cái thiên nhiên hùng vĩ của Đà Lạt như thế nào ha. Cũng có cái buồn là thời tiết không ủng hộ ha. Rồi ok thôi, mình kết thúc chuyến đi Đà Lạt tại đây ha mọi người ha. Nếu thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ha. Rồi ok, chào các bạn, hẹn dịp chuyến đi tiếp theo.